một mẫu xe đến từ Nhật Bản, Mitsubishi Pajero, bản cao cấp nhất GLS. Xin chào các bác nhá, là em Việt Anh đây. Hôm nay thì Auto Gia Huy mang đến cho các bác một mẫu xe đến từ Nhật Bản, nhưng đặc biệt hơn một chút. Từ trước đến nay chưa bao giờ bọn em làm mẫu xe này. Đây, Mitsubishi Pajero sản xuất 2015 bản 3.0 máy xăng, cao cấp nhất GLS. Đấy, nhìn qua tổng thể các bác có thể thấy là đằng trước chúng ta có thể nhìn qua nhé, không để logo nhé, rất giống một chiếc GLK. Đây, đèn hoàn toàn cực kỳ hầm hố, trẻ trung, nhìn rất là khỏe. Nhìn cụm đèn này, đèn trên này, đèn gầm này, đó, bác nhìn qua tổng thể và chụp chiều dài cơ sở cũng rất là lớn luôn. Kế bên chúng ta sẽ thấy những cái cấu vuông vức của chiếc xe, và điểm thêm tô điểm đó các chi tiết mạ chrome nữa, bậc lên xuống cũng rất là đẹp luôn. Đó, phần đuôi xe chúng ta sẽ được trang bị một lốp dự phòng ở ngay phía ngoài, biểu tượng đặc trưng của Mitsubishi Pajero luôn, rất là đẹp. Trang bị khối động cơ V6 bản GLS này mang đến chúng ta một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Với vẻ ngoài cực kỳ trẻ trung và năng động, chưa kể là toát lên một vẻ cực kỳ khỏe khoắn nữa. Nhưng mà bước vào khoang nội thất thì sao? Xe đã đi được hơn 8 vạn km rồi, nhưng nhìn chung nội ngoại thất vẫn còn rất là mới. Xe màu đen, nội thất đen. Các bác nhìn đường chỉ thêu này, da ghế vẫn còn rất là căng bóng, đường chỉ cực kỳ nét luôn nhá, đảm bảo zin 100%. Chưa kể chúng ta trang bị màn hình đã lên màn Android rồi, màn của ZTEC. Đấy, xe trang bị chúng ta sẽ là hai cầu nhá. Chúng ta có phanh tay trước này cho nó an toàn. Đây, khi em bảo cầu cho các bác này, rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, em sẽ về lại bình thường cũ. Đấy, chúng ta sẽ có trang bị điều hòa hai vùng, rất là mát. Hôm nay trời rất khá là nóng nên em phải bật điều hòa luôn. Máy nổ êm cực kỳ. Đây, chúng ta sẽ có màn audio ở trên này hiển thị. Nhìn chung nhá, trên này chúng ta vẫn được trang bị cửa sổ trời khá là lớn luôn, hình vuông. Đây, em mở tay. Trên này chúng ta sẽ bị hơi thiệt thòi một chút. Ở đây đèn sẽ là như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn qua. Còn mà tổng thể thì sao? Phần vô lăng chúng ta vẫn trang bị rất là nhiều nút rảnh tay hai bên luôn. Vô lăng thì chúng ta sẽ thiếu mất là phần chỉnh điện, hoàn toàn bằng cơ hết, hầu như bằng cơ hết trên này. Với mức giá là khá yêu thương nhưng mà chúng ta vẫn được trang bị những chức năng cực kỳ khỏe khoắn rồi. Ghế chỉnh điện hàng ghế trước, đây, rất rộng rãi. Ở trong cốp này chúng ta sẽ là cốp 2 ngăn. Đây, rất là rộng luôn, để đồ thì thoải mái. Rất nhiều các phần hốc để đồ, có tẩu sạc nữa. Đấy là khoảng ghế trước, đến khoảng ghế sau thì sao? Khoang ghế trước cực kỳ ổn rồi. Khoang ghế sau, thật ra nhá, nếu mà không nhìn biểu tượng, khi mà ngồi vào đây em lại tưởng đang ngồi một chiếc Land Cruiser vậy. Đây các bác nhìn xem, thiết kế cực kỳ rộng rãi luôn. Chưa kể chúng ta có phần tay nắm cửa này, rất rộng luôn nhá. Hai bàn vẫn thừa. Trên này chúng ta sẽ điều hòa vùng này, đèn này, móc treo đồ và tay sách. Ở đây chúng ta sẽ trang bị loa súp và loa chép ở ngay cánh cửa. Điều hòa thì thiếu màn hiển thị, nhưng mà chúng ta vẫn có thể căn chỉnh được các chế độ điều hòa trên này. Nhiệt độ này, đấy. Ở đây chúng ta vẫn có yên ngựa. À không, không phải yên ngựa, đây là bệ tỳ tay chứ các bác, em xin lỗi nhá. Chúng ta sẽ có một bình bệ tỳ tay khá là nhỏ, cực mỏng luôn. Tỳ vào xem nào, rất chắc chắn. Đấy, khi mà đến khoang ghế sau thì chúng ta có thể gập phần này xuống, gập ghế đơn hoặc gập ghế đôi ở bên này. Nhìn chung, đánh giá bao quát thì một chiếc xe với tầm giá dưới 800 triệu nhìn chung thì rất là ổn. Đấy, các bác muốn trải nghiệm hãy qua ngay địa chỉ ở Auto Gia Huy số 5 Nguyễn Linh để trải nghiệm cùng em, để lái thử trên một chiếc xe Pajero sẽ cảm giác như thế nào nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, những cái giá cực kỳ yêu thương. Mitsubishi Pajero sản xuất 2015 bản cao cấp nhất mới chỉ mức giá là 799 triệu. Các bác quan tâm có thể qua ngay địa chỉ ở Auto Gia Huy số 5 Nguyễn Linh, Long Biên, Hà Nội, hoặc có thể truy cập ngay vào trong web xe châu Âu liên hệ. Cuối cùng mình xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.